Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Đố La Xuyên ngày hôm nay của chúng tôi. Trước màn ảnh nhỏ, quý vị và các bạn đang theo dõi, đây là hình ảnh của một bộ trường kỳ tích. Bộ trường kỳ tích này được chúng tôi làm với cái thông số và kích thước như sau. Mời quý vị cùng theo dõi và để tham khảo. Thứ nhất là phần dạ bàn ở đây chúng tôi làm là 4cm. Và phần chân bàn được làm 9 chỉ và có một cái chiều to của nó là vuông 6. Với phần dạ ngang của chiếc bàn lục tích và dày 4 phân thì cho một cái thể loại hình ảnh cũng như là các cái đường nét đục sắc nét. Còn đây là phần khuôn bàn với chiều to là 10 và chiều dày là 6. Và đây nữa là cây đa cũng như sân đình. Và với cái tích này thì chúng tôi làm theo tích chuẩn của Việt Nam, đó là đục mặt bàn vinh quy bái tổ. Còn ở trong bộ trường thì chúng ta sẽ cùng quan sát cũng như là sẽ tiếp tục theo dõi những các cái tích khác nữa, gọi là những cái tích mang tính chất theo đạo khổng cũng như là những cái ý nghĩa nhân văn và những cái điều cao đẹp trong cuộc sống để tạo nên một trong những cái xã hội cổ đại cũng như là cho tới truyền thống đến ngày nay. Với những cái phần đục chạm sắc nét, phần hàng ngang cũng rất là chỉnh chu, với những phần như là các cái phần đuôi và phần ván bậc bên dưới. Đây là phần soi chỉ ở bên dạ dọc cũng như là các cái lối đục, nét đục, kênh bong, xoài bồng, moi móc rất là sâu sắc như thế này. Phần dưới thì được làm với hai đố gọi là ô vuông, thành ra hai cái ô đố rất là đẹp và cách điệu. Tiếp theo thì đây sẽ là thành phần chính, đó là hai cái chiếc trường dài ở hai bên. Phần chân chúng tôi làm là 12 chỉ, còn cái phủ bì này là 61cm, đo từ đằng trước sang đằng sau. Tổng thể dài của bộ trường này là 2m3 và phần tay này to là 14cm, cho nên được làm với các cái nét đục bát tiên quần hội như thế này. Trong này sẽ có các cái tích như chúng ta cùng xem và cùng chiêm ngưỡng. Phần chân 12 chỉ cực kỳ là dày dặn và to tát chắc chắn. Với độ nặng của cái chiếc trường này thì miễn bàn. Nếu như một người phải thực sự là lực sĩ thì mới có thể bê được một đầu của chiếc trường này, còn những người bình thường thì sẽ không bê được. Đấy là cái chất liệu gỗ vụ của Campuchia, vô cùng là nặng và chắc, cũng như là kết cấu tom thớ của chất gỗ này nó không bị nứt răm hoặc nứt nắng. Như chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh mộc mạc mà chúng tôi đang quay ở đây, là phần vai trường ở phía bên trên. Độ cao từ dưới đất lên đến phần vai trường này là 97cm và chiều to của nó là 14cm, cho nên chúng ta nhìn thấy các cái thớ vân gỗ cũng như là những nét đục chạm tinh vi, sắc nét. Đơn giản chỉ là phần vai trường ở bên trên cũng như tất cả các phần đầu ngang ở trên vai và ở tay. Nói chung là tổng thể của bộ trường này không hề có một cái vết nứt nắng nào. Đấy là cái đặc điểm của gỗ vụ Campuchia, chất nặng là như vậy. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái cảnh ở trong phần vách đục, và điều đặc biệt nhất ở cái phần bộ trường này đó chính là những thành phần đục phần vách với chiều sâu và đục hai mặt dày 7cm, mặt trước là 5, mặt sau là 2. Chúng ta cùng quan sát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái đôi bàn tay người thợ khéo léo tạo nên các cái cảnh rất là sinh động, người ra người và cây ra cây, cũng như độ sâu và độ sắc nét của cái sản phẩm.
Ở đây thì sẽ gồm có tức là đạo Khổng, tức là Khổng Tử, thầy giáo dạy chữ Nho. Còn đây là những cây đào, cây mai trong cái tích gọi là Tam Anh Kết Nghĩa vườn đào. Phần mặt này từ đằng trước ra đằng sau là đến vách là 55 cm, cho nên là ngồi rất là thoải mái, rộng rãi, với chiều sâu từ vách ra đằng trước là 55 và chiều cao từ dưới đất lên là 43. Còn phủ bì thì sẽ là 61. Đây là phần ô đố ở phía đầu cùng của mỗi chiếc giường, được làm toàn bộ gỗ cùng chất và cùng màu, rất dày dặn. Và tiếp theo thì sẽ là chiếc giường thứ hai trong tổng số gọi là 3 món, gồm có 2 chiếc giường dài và 1 chiếc bàn. Nói về cái bộ truyền kỳ tích này thì chúng tôi làm lên trong cái đơn hàng đặt của một quý khách hàng cũng rất là sành điệu về chơi theo lối đồ cổ và nét truyền thống để lưu lại những các cái nét đẹp để cho con cháu mai sau sẽ luôn luôn nhớ đến ông bà của mình là những người đã tậu được những cái bộ trường như ý này. Và nhân tiện khi mà làm những bộ sản phẩm đặt thì chúng tôi sẽ làm 3 bộ một thể với những các cái sản phẩm thì hiện tại ngoài giao cho khách rồi thì chúng tôi còn 2 bộ nữa. Và đây là điển hình là một bộ trong 2 bộ còn lại có mặt tại cửa hàng cũng như xưởng sản xuất của chúng tôi đây. Với thành phần là gỗ gụ của Campuchia, cho nên với những cái lối gỗ, chất gỗ này thì bây giờ nó lại là khó kiếm và hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng những cái sản phẩm theo lối truyền thống mang hơi hướng gọi là cổ truyền. Đây là phần nữa cũng là đặc biệt với phần dạ yếm ở phía sau và ô đố được đục chạm hoàn toàn. Coi như bộ trường này được làm là 5 mặt chứ không phải là 4 mặt như những bộ trường bình thường. Và phần bách ở đằng sau cũng được đục sâu sắc và dày dặn như thế này. Bộ trường kỳ này thì chúng tôi đã làm thi công từ năm ngoái và tới đầu năm nay thì mới xong. Qua quá trình chúng tôi để lưu kho và cũng như là tới nay thì nó đã gần được 1 năm rồi. Và một điều đặc biệt nữa ở bộ trường kỳ này chính là cái phần mặt. Phần ván mặt này được làm với độ dày của nó là 4 chỉ và mỗi chỉ là 6 ly, tức là 2/4 đậu. Chính vì vậy cho nên là nó có rất nhiều những cái đặc biệt cũng như là những các cái điểm đáng để mà quý khách hàng quan tâm chi tiết, xin mời liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại Zalo hiển thị ở trên màn hình cũng như tới theo địa chỉ số nhà 52 đường sắt khu công nghiệp La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên Ninh, tỉnh Nam Định để xem và mua sắm những bộ sản phẩm trường kỳ truyền thống đặc biệt cực kỳ là VIP và đỉnh cao này. Và giá thành chúng tôi cũng xin báo giá công khai là 80 triệu đồng cho bộ sản phẩm trường kỳ tích VIP loại đặc biệt này. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên hệ theo số điện thoại Zalo hiển thị ở trên màn hình. Tôi xin tạm dừng clip này ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong các clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo sau.